Ok, và xin chào tất cả anh em. Trước khi vào cái video ngày hôm nay thì mình có một cái thông báo cực kỳ hot. Đó chính là mình đang tổ chức một cái giveaway cực kỳ hot nhân dịp cuối năm và cũng như là tri ân những người anh em đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Đó chính là tặng 200 trường linh thú cho 10 bạn may mắn tham gia cái giveaway ở trên Facebook của mình. Và cách thức tham gia cũng như là link tham gia thì mình sẽ để ngay ở bên dưới thôi. Và tặng thêm 500 trứng linh thú cho những bạn tham gia custom chế độ thần tài gõ cửa. Những bạn nào vào được vào top 1 hoặc là đến top 4 thì sẽ nhận được 20 trứng linh thú nha. Và trong quá trình mà mình livestream vào ngày 20 tháng 1 năm 2023, những cái bạn nào xem livestream hoạt động tích cực thì mình cũng sẽ tặng cho 5 bạn may mắn mỗi bạn 20 trứng linh thú. Và tối 20 đấy thì mình sẽ livestream và mong anh em định cùng chơi với mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Ok, và xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ thần tài gõ cửa nha anh em. Và mình cũng đã thông báo với anh em là mình đang tổ chức một cái event ở trên Facebook. Đó chính là tặng 20 quả trứng linh thú cho 10 anh em may mắn. Tức là tổng giải thưởng lên đến gọi là 200 quả trứng. Đấy. Với đấy là vào buổi tối hôm nay vào lúc 20 giờ thì mình cũng sẽ tạo cái chế độ tạo custom về chế độ thần tài gõ cửa. Em nào vào top 4 trở lên thì mình cũng sẽ tặng mỗi bạn 20 quả trứng linh thú nha. Và tối hôm nay luôn, 20 tháng 1 năm 2023, các bạn nhớ vào tham gia chơi cùng mình nha. Và mình sẽ mời ngẫu nhiên những anh em nào gọi là đang xem livestream thôi. Đấy, chứ không ưu tiên bạn nào hết. Đấy. Khảm bảo thạch mài dao, mình sẽ lấy khảm bảo thạch đi. Đầu game thì phía đi chợ chúng ta có được con Virgo này, mình đang lắp nhiều đồ cho nó mà cánh vẫn không được, đạo trích vẫn là chân ấy. Giờ là có thia thì khả năng mình sẽ chơi ngưu binh. Ngưu binh là an toàn hoặc là ngoại đạo thôi, và late game thì ngoại đạo Fiddlestick là một trong những cái đội hình rất là đáng sợ về cái lượng sát thương. Mong là mình sẽ có được một cái pha đồ hũ cực đỉnh để cho anh em gọi là thấy những cái siêu phẩm của gọi là đạo trích. Trong cái chế độ thần tài gõ cửa này thì mọi thứ sẽ có rất là nhiều. Trang bị là một này, tiền là hai này, nhân bản tướng thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng bậc 3 vàng. Anh em nên sử dụng luôn để có thể giữ máu nhé. Kiểu anh em mình chơi đạo trích sử dụng luôn cho Sona, còn không thì chơi ngưu binh thì Alistar luôn, thì đừng có chần chừ. Hoặc là anh em có thể sử dụng về những cái con nào mà ba tiền như là Vayne hoặc là Kai'Sa thì có thể ưu tiên. Rồi, thế là mình đã rơi xuống dưới 50 máu và sẽ nhận được một cái bao lì xì của chị Thảo Ngọc. Vô cực kiếm và hút rồng, quá phèn. Xem nào. Uầy, một trang bị ánh sáng à. Giờ mình sẽ chơi liều một chút rôn tìm con Samira nhé. Đây rồi. Vậy là chúng ta còn thiếu Sona nữa. Sona đâu? Đây. Bỏ con này đi. Cho con này tạm vào đây. Ok. Như vậy là đã có được 5 đạo trích. Vòng 3.3 không hẳn là quá muộn đâu. Cơ mà mình thấy là cái phiên chợ anh em nào mà nhặt được con Samira sớm ấy nên roll tìm 5 đạo trích. Mình thì vẫn chơi theo gọi là mình không lấy được Samira rồi, mình lấy được Samira mình chơi lâu rồi. Thông As, ui mà thấy được cái tên này bán cháy được chứ, ăn được luôn này, nhưng mà ăn đấm. Pha này thua thì lại càng ngon khi mà chỉ thua một quân thôi, chứ tương đối ít máu. Xuất hiện thì vàng ở phiên trận lần này 37 máu, mong là mình sẽ lấy được. Ui mất luôn rồi. Vậy thì mình sẽ lấy giáp vậy. Cái thật chứ, đang có sẵn mực thi ở nhà mà chúng ta lại bị bạn Hào đi tìm bắc này. Lấy luôn cái thì quá nhỏ.
Đã vậy thì chúng ta phải lắp luôn ấn ngưu binh rồi. Tí là đợi xem nốt cái phần đi chợ. Nhưng mà thôi, giờ phải lắp luôn nhá. Chị Thảo Ngọc vòng 3 chân mang lại tiếp tục phật quà. Gì đây? Đấy, cái vòng 3.5 này thì có sách chọn ấn này, nhân bản tướng này. Nhân bản tướng thì anh em chỉ sử dụng cho tướng bậc 3 vàng đổ xuống thôi. Ấn đạo trích cho tạm một con nào cũng được. Mình nghĩ là cho Alista thì vừa có thêm ngưu binh và cả hộ công nữa. Oh, nhầm. Đây, tận dụng khá nhiều những cái gì mình đang có luôn. Đấy, xác định chơi để kích hệ thì mình cứ tận dụng luôn. Bắn này đi tích tiền luôn. Và thêm một hộ công nhá anh em nhá. Ôm nhiều quá thì cũng không hay. Anh em có thể thấy là mình đang tận dụng về lượng trang bị gần như là cạn kiệt đồ luôn. Thay vì những người chơi còn lại là đang để rất là thừa đồ ở ngoài. Như thế thì chưa tối ưu về lượng sức mạnh. Đồ của mình thì đồ cũng ổn đấy. Những trang bị về late game rất là hợp. Như là cái áo choàng bóng tối là một này. Anh em có thể lắp cho Afe hay là cứ để cho Samira gánh cũng ok. Quyền trượng giáp máu rất ổn. Cái con này mình sẽ để, có gì chúng ta sẽ kích hoạt 4 ngưu binh nhá. Như này thì có thêm xạ kích này. Về late game thì ấn đạo trích của chúng ta sẽ bị phế. Nhưng mà mình sẽ cố gắng thi một cái búa rèn man thuật để xem mà chúng ta rèn được cái gì. Ai đây? Đó chính là Tiêu Tăng 1809. Bài này thì chơi siêu thú kết hợp với siêu lửa. Càng nhớ, có con năng suất ở châu đấy. Theo mình đoán thì bạn này chơi Mid Fortune rồi. Nguyên tố luân kia mà kết hợp với Mid For thì thôi, bắn mệt nghị. Bắt đầu có dấu hiệu của chiến thắng rồi. Anh em mình dần dần đi lên thôi. Mong là mình sẽ thắng được nhiều hơn để có thể cho anh em thấy được nhiều cột mốc vũ hơn. Wow, 50 tiền à, là quá ít. Tôi đã phải bỏ đi 63 máu để có thể lấy 50 tiền nhá. Không dễ để có thể đánh đổi như vậy. Bây giờ 50 tiền thì bây giờ chúng ta chắc lên tầm cấp 8 hơn. Gần cấp 9. Tôi thích kiểu một phát 500 tiền thì ok. Đợt trước thì có một cái bug, đó chính là bug nổ hũ. Mình chơi một phát lên 600 vàng một pha nổ hũ. Cực tợm luôn. Sẽ lắp thêm một cái bảo hộ lời thầy hộ vệ nhá. Hút cái này ra. Sejuani úp nhẹ phát cấp nhá. Và thêm một cái kiếm súng cho thanh niên Virgo. Giáp máu thì lắp cho con Vi để có thể có thêm khả năng chống chịu. Như vậy là hợp rồi. Hút đồ để có thể lấy cái ấy thôi các bạn. Kiếm súng hashtag cho Virgo cho nó gánh. Ủa đơ mơ cái game. Sao vậy Hào ơi? Bắt đầu có dấu hiệu chửi game rồi. Bắn thần giáp kia còn gì nữa à? Là quá nhiều trang bị cho nên là chưa ấy kịp chứ. Chứ không có chuyện là không có ấn thần giáp đâu. Hất cả ổ vào chấn vũ trụ. Chắc là mình sẽ lấy hất cả ổ này đi. Mình cũng đang dồn hơi nhiều trang bị cho thanh niên. Hôm nay thì 4 thần giáp. Bò xem nó hất được cái ổ hay không hay là bị đấm cả ổ. Rồi check map thật là cẩn thận này. Sau 6 xong đấu, final nhìn đồ của Yasuo tanker ác thật. Thành ác thật đấy.
Anh em nào đang xem thì đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha. Với cả là có ý tưởng gì mà mình thực hiện thì hãy gọi là bình luận ở phía dưới ngay. Mình sẽ trả lời tất cả comment của anh em. Cho nên là đừng ngại gần gì mà không bình luận nha. Có những câu hỏi gì mà mình giải đáp thì cứ bình luận luôn. Tối nay nhớ vào tham gia custom để có thể nhận những cái phần quà hấp dẫn. Ăn được không? Tay Lia xong đầu à? Lạ đời thật. Ồ, thua không quá, quá đậm. Để xem là sau 50 tiền, cấp độ phi vụ của mình hiện tại là 4, đang phá cấp độ 5. Sau 50 tiền sẽ là cái gì? Trời ơi. Nếu mà xác định lấy cái này thì mình thà lấy 50 tiền còn hơn á. Thà lấy 50 tiền còn hơn lấy cái này. Tiếp tục phi vụ. Chơi Oni luôn. Chơi liều cấp 9 cho các bạn xem luôn này. Nhìn chung thì đội hình của chúng ta đang khá cứng rồi. Alistar với những cái lựa trang bị phòng thủ như thế thì tanh rất trâu cho Samira kết liễu bằng chủ lực. Ui, bạn này có ấn chủ lực này. Mấy ông lấy ấn chủ lực thì nguy hiểm vãi. Nhưng mà đội hình này được cái là ít người. Ít người cho nên là chúng ta nếu mà thua thì cũng không bị thua quá đậm đâu. Chưa kể là mình còn được thắng luôn này. Được chưa? Samira một sao một gánh ác nhờ. Trước đó nếu có được Aphelios sớm thì mình sẽ thay vào vị trí của thanh niên CV. Có thể lấy thêm ngưu binh. Đi chợ. Cái đi chợ lần này thì có Syndra và Urgot 2,5 tiền. Ồ. Mình sẽ lấy BF không? BF luôn. Linh Tú nhảy à, téo vãi. Đi chọc cười vãi luôn. Nhảy nó cứ nhung nha nhuyễn anh em mày. Ok. Để xem là vòng 4.5 nào. Chị Thằng Ngọc ơi, phát cho em thằng Aphelios đi. Please. Không có AP mà lại có được Mordekaiser. Hơi buồn một chút. Tết này AP không về. Quyết định của mình sẽ úp cấp luôn vào cái thêm hộ công. Nhận thấy có nhiều anh em chơi pháp sư quá. 6 ngưu binh vẫn còn thiếu AP. Vậy thì vì chúng ta từ từ vậy. Có phong kiếm này. Nhưng mà để vị trí này thì sẽ hất tung con CV của chúng ta. Oh, tin tặc. Tin tặc thì sao bắt được con Samira ngưu binh của mình. À cho mông tối. Ấn ngưu binh siêu bất tử. Cơ mà bạn bọn nó chơi cái gì mà ác chiến đấy. À, nhìn kìa. Nhìn đồ của con Fiddlestick stick nhìn muốn đầu hàng rồi đấy. Nhìn muốn đầu hàng thật luôn. Sát thương là quá khủng. Nhưng mà chọn sai mục tiêu rồi. Nếu như mà chọn vào con Samira của chúng ta sớm thì sẽ win được. Còn chọn sai này thì tôi bắn cho hỏng bù nhìn luôn. Hỏng con bù nhìn luôn nhá. Fiddlestick đầu stick nào. Rồi mình tìm AP. Samira thậm chí còn chưa lên được 2 sao nữa. Đội hình rất nhiều 1 sao. 4 tin tặc. 70% hút máu toàn phần. Chúng ta cần phải có một cái trang bị ngăn khả năng hồi máu. Hoặc là có thêm cái khả năng mà hoảng sợ mục tiêu. Sợ này thì nó sẽ khắc chế mấy cái nhà mà xếp trụ 5 trụ 7 lại ấy, các bạn ạ. Ví dụ như bạn này thì nếu như phía đầu stick của chúng ta chọn đúng mục tiêu là con Hoài. Ui, chưa đúng lắm nhưng mà không sao. Không đỡ rồi. Ăn được không? Alistar với trang bị ánh sáng. Lời thề hậu vệ. Quá trâu bò. Chưa kể là còn có thêm cả
gọi là ngưu binh nữa, rất trâu, hất cả ổ các kiểu, tính tiền cho bạn tiêu tăng này luôn. Nhưng mình nói rồi, anh em phải tận dụng trang bị sớm và giữ máu. Aphelios đã xuất hiện, mình sẽ thay vào vị trí của CV. Nguyệt thực trói buộc là hoàn toàn hợp lý, tại vì chúng ta vẫn chưa có đồ cho thanh niên Aphelios này á. Anh em lấy cái súng 2 này cho nó, có thêm cái khả năng khống chế. Nunu à? Nunu 3 sao thì mình cũng lên rồi. Thế này để xem mình sẽ lên con gì 3 sao nhá. Đang chờ có một pha nổ hũ ra được nhiều nhân bản tướng. Hai con Senna. Đai máu. Còn gì nữa? Oh, Fiddle Stick. Giết khổng lồ à? Này thì chúng ta sẽ có được thêm hộ công. Annie với cả con này thì mình đang để dành kẹp thêm ngưu binh khi mà bỏ đi những anh chàng đạo trích. Samira nữa chứ. Mà khó nhở. Maurice sẽ win để mình có thể đỡ phải bán đi con nào. Hất cả ổ. Cố lên nào. Talia xong đầu này, lại còn thêm cả đặc nhiệm nữa. Dĩ nhân. Nice. Để xem là sau hũ sách chọn ấn chúng ta sẽ có thêm hũ gì. Pha nổ hũ cực đỉnh xem nào. Ui. What the fuck, 120 tiền. Tất nhiên là phải đủ rồi. Tất nhiên là phải đủ rồi các bạn ơi. Uầy, nổ vắt ra gần 150 tiền luôn các bạn ơi. Quá là tởm. Lại còn đang level 9 nữa. Anh em mình roll mệt nghỉ, roll mệt nghỉ. Tập trung roll nào, tập trung roll nào. Level 2, Nunu, Mordekaiser. Hút đồ con này ra, bắt mình rèn cái ấn đạo trích xem được cái gì nhá. Lắp đồ đã. Ui, nhầm, con này là đạo trích rồi. Siêu lừa. Siêu lừa này thì anh em mình có thể kẹp thêm con Echo để có thể kích hoạt. Lại có thêm hộ công nữa, là chuẩn. Bán mẹ mày vì đi. Ô, thua. Đừng có thua mà. Samira. Ôi, Samira 1 sao mà ăn được Samira 2 à? Rất ảo diệu. Hào đi tìm bâng à, tìm bug à? Đây mới là bug đây này. Bug Samira là ngưu binh này. Mạnh kinh khủng luôn các bạn ơi. Từ đầu game mình đép bằng con Samira 1 sao mà nó lại dữ dằn như thế này. Echo Mordekaiser ra tương đối nhiều. Hai con Ugot. Ugot 2. Chúng ta có thể thay vào vị trí của con Fiddle Stick này. Aphelios tiếp. Cái này mình sẽ ném cho Alistar nhé. Uầy, hôm nay có con Set đại ca nhìn vuốt rồng hơi lực mà bị bay màu trong tức khắc rồi. Liều nào mạnh quá mà sát thương chuẩn là cực tợm. Nice. Bắt đầu rồi. À, nhưng mà roll hết 100 tiền rồi. À, hết rồi 50 tiền rồi. Leona với cả ôi ấn ngưu binh à? Ấn ngưu binh hay là tướng? Lấy ấn ngưu binh cho nó. Ấy thì nó lại tôi chỉ bị thừa một ngưu binh mất. Sẽ lấy ba tay đạo tặc này để có thể giành chắc cái vị trí top 1 các bạn nhá. Uầy, một Talia nữa thì cũng lên Talia 3. Bao tay đạo tặc này cho Ugot là đẹp.
4 ngưu binh rồi lấy thêm gì? Gì đây? Thêm một AP. Wow. Syndra Echo. Ugot. Syndra tiếp. Tập trung lên hai con trước nhá. Bạn này chơi fit đồ à? Hai con. Có máy chiếu thì mình sẽ lắp sau để cho đối phương bất ngờ hơn. Đang còn thêm một cái xúc sắc ma thuật ở đây. Ai đây? Một con bé vét nữa cũng sẽ có được bé vét bát dao. Nhưng mà gặp mình thì đúng là số nhỏ rồi. Số nhỏ thực sự rồi. Why fit the stick quỷ thư ánh sáng. Nhưng mà rất không may, đội hình chúng ta đang có ngưỡng sức mạnh ở trên đỉnh cao rồi. Đỉnh cao rồi các bạn ạ. Ui. Viego, Ugot. Hai con Nunu tôi bán rất nhiều rồi. Afe này. Afe chỉ còn lại hai con nữa thôi là chúng ta sẽ có được. Đó chính là Afe Lord 3 sao. Trong khi đấy thì Kobayashi đã có được con dị nhân Tailia xong đấu rồi. Ông kia chơi Ugot cho nên mình sẽ phải bán. Ơi, ông này bắt được con này. Hai con là đồng nghĩa anh em mình không bao giờ lên được rồi đấy. Một con fit đầu stick. Tailia xong đấu lại còn thêm cả nguyên tố luân à. Trợ gạch. Khá thốn. Nhưng mà cái đội hình của mình là ba hộ công. Ba hộ công lận. Tính tiền hết. Janna à. Mordekaiser à. Lại còn thêm hai con Janna nữa cơ. Leona thì nó lại bị. Ông nào chơi? Ông này chơi một con. Ông hai con rồi. Ông thông át này. Nủng thật chứ. Ông này chơi tào lao bắt nháo luôn. Sẽ lên Janna vậy. Thấy Nunu anh không anh em chơi nãy ra rất nhiều. Mình lại không ưng lắm. Cùng xanh đi. 31 máu này. Alista, Cinderella và Leona. Leona bỏ đi. 6 con Janna rồi. Uầy. Ugot. Fiddlestick Ugot. Leona. Aphelios. Oh my god. Nunu. Leona. Janna. Bán Ugot đi. Ui. Bà con này đi tích tiền luôn nha anh em nhé. Tôi là bây giờ là cần những cái vị tướng 3 sao hơn thay vì tiền ấy. Ui chết rồi. Vừa lắp cả siêu lửa lại còn thêm cả choàng bóng tối thì ai bắt được. Ai biết được thằng AP này. Chưa kể là còn ngưu binh nữa cơ. Gọi luôn, tính tình luôn. Mạnh quá mà. Aphelios 3 sao, Syndra 3 sao, lại còn thêm cái Janna 3 sao, có được hay không? Fiddlestick. 6 con luôn. Bạn này một con, thôi bỏ đi. Syndra này. Lên đi. Lại là Leona đâu có cần đâu. Thôi xong rồi. Đội hình đây. À, bài này thì có phong kiếm. Nhưng mà cái ông sống không suy này ấy, lại đang còn rất nhiều máu. Z3 sao à.
Vãi cả nồi. Bảo sao lại giữ được máu ổn áp như vậy. Chưa kể là mình còn bị thua nữa cơ. Hay đấy. Thua nhẹ thì cũng không đáng kể đấy. Lắm đâu các bạn ơi. 13 máu à. Mà ba mấy máu, súng 13 máu, đau đít phết. Có con gì không? Éo có rồi. Janna, vãi nồi, cũng còn một con Janna nữa là lên Janna 3. Bán con Viego thì đi. Please. Janna trước nhá. AP, ui. À, cũng còn một con AP mà AP nó kỹ năng đẹp hơn đây rồi. Bán con nào đây? Con này đi. Trời đất ơi. Xúc xắc thì không ra, Ron thì mới chịu ra. Bực thật. Rồi xong, anh em chuẩn bị xem, anh em chuẩn bị xem này. Chuẩn bị xem và chuẩn bị xem này. Aphelios. Boom. Tính tiền cho Kobayashi. Vờ cờ 4 vàng 3 sao như như lợn. Đây là 5 tiền 3 sao đây này. 4 tiền 3 sao cho con Z này này. Talia nó ném gạch. Ui. Bây giờ lại có AV, tại sao không phải là Janna với cả Syndra nhờ? Mình đang cần hai con đấy. Thôi thì chúng ta cứ lấy những con 5 tiền này về roll thôi. Janna và Syndra. Cố lên, cố lên, cố lên. Chị Thằng Ngọc ơi, phát xem con gì đây? Có một nhân bản tướng, thêm một vương miện chiến thuật. Hay à, cái đội hình gì mà ác ác ôn cái dùng nông thôn quá vậy ta. Đừng nói với tôi là không có ra con Syndra nào hết nha. Đừng để là tôi phải sai Nico đó. Syndra với cả Janna, where are you now? Bán mẹ mày Leona đi bây giờ đấy. Leona anh em mạnh quá mà. Sao nhiều người chơi. Ôi, Sejuani đi 3 sao kết hợp với Z 3 sao. Đồ. Ui, đâu rồi? Heo 3 sao đâu? 70 sát thương đến từ vị trí của Aphelios 3 sao. Janna, Syndra. Mình chỉ có một duy nhất một cái nhân bản tướng thôi. Cho nên là chưa muốn sử dụng cho con nào. Tại vì đang muốn lên thêm hai con nữa anh em ạ. À. Ồ, bắt đầu có những và đổi trang bị. Áo choàng hừng đông. Đây là trang bị gọi là ánh sáng của Z kia. Đồ rất đẹp rồi. Ui. Đồ đẹp đến mấy thì cũng bị. Ui, không thể vô hiệu hóa. Cố lên Z ơi. Cố lên. Hơi khó cho Z rồi. Hình quá đông quá nguy hiểm. Phải rồi, có ra không để biết đường bán đi đây. Bực. Bực lắm rồi. Chỉ cần một trong hai con nữa thôi mà các bạn. Còn nào mình chưa bán không? Đây rồi. Janna. Ba tướng 5 tiền 3 sao cùng trong một trận đấu. Quá ghê gớm. Anh em xem đến đây phải gọi là mãn cái đôi nhãn rồi chứ còn gì nữa. Ui giờ lấy cái gì là cũng được luôn nhá. Thôi mình sẽ cho con Janna này trang bị ánh sáng nha. Rồi mình lấy cái đồ gì vô thì cũng được hết á. Ok chưa. Ba tướng 5 tiền 3 sao cùng một trận đấu.
Thật là khó tin. Nhưng mà cũng phải bắt buộc anh em phải tin thôi. Sự thật là đây chứ đâu. Bắt thêm tướng cho Shinra kéo vào. Hey, uầy. Phải rồi, chó AV này cái hết mạng rồi. Không để phần cho anh em kia thể hiện nào. Tó AV này. Ăn gì mà mạnh dữ mà mày. Sao chín rất tường. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới nha. Bye bye anh em.